Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Rãnh áp thấp có trục dắt qua khu vực Nam Trung Bộ, dịch chuyển dần lên phía Bắc hoạt động mạnh dần và nối với hoàn lưu bão Jali ngoài khơi đảo Luzon, Philippines đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho tỉnh Long An. Thưa quý vị, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về và mưa tại chỗ. Dự báo vào ngày mai 3 tháng 9, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Hóa là 1,03 m, tại trạm Tân Hưng là 1,51 m, tại trạm Vĩnh Hưng 1,37 m và 1,83 m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Chính Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1,33 m. Còn đối với khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường cuối tháng 7 và đầu tháng 8 âm lịch. Dự báo ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,20 m, còn ở trạm Bến Lức là 1,37 m. Trong ngày, có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ cho đến 18 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 23 cho đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo, khu vực này ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.